Bích Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 4 năm 2019. Đến với bản tin hoạt hình đốn gồm có IV News và phóng sự cộng đồng. Để mở đầu, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi IV News với Minh Thủy. Dự án 15 phút xuyên DC Baltimore của Elon Musk được DOT đánh giá. Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành bản đánh giá sơ thảo về tác động môi trường của dự án 15 phút xuyên DC Baltimore do doanh nhân Elon Musk đề nghị nhằm tăng tốc độ di chuyển giữa Washington và Baltimore thông qua các phương tiện tự động dưới lòng đất. Mặc dù cơ quan không công khai các chi tiết ngay lập tức, nhưng đánh giá này đã mang dự án tiến gần với thực tế bằng sự chấp nhận của liên bang. Musk là một doanh nhân được biết đến nhiều nhất trong lĩnh vực sản xuất xe điện Tesla và công ty hỏa tiễn SpaceX ông cho biết thông qua các dự án ông muốn cách mạng hóa ngành vận tải của hoa kỳ các hệ thống giao thông ngầm giúp kết nối thành phố lớn và giúp cho việc di chuyển đến các phi trường trở nên dễ dàng hơn musk cho biết dự án này sẽ được tài trợ tư nhân nếu được xây cất các đường hầm hứa hẹn sẽ giảm kẹt xe và thời gian đi lại cũng như khí thải độc hại từ phương tiện giao thông Công ty Boring của Musk cho biết hệ thống có thể đưa hành khách từ trung tâm Washington đến Baltimore chỉ trong khoảng 15 phút thông qua 35 miles đường hầm, phần lớn chạy song song với Baltimore và Washington Parkway. Bộ Giao thông Vận tải cho biết cơ quan dự tính sẽ hoàn thành đánh giá môi trường vào tháng 6, tuy nhiên có thể cần thêm thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng cho dự án. Dự án cần sự đồng ý của một số cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương, bao gồm Army Corps of Engineers, the EPA, the National Park Service và Sở Giao thông của Maryland và DC. Công ty Boring Corporation đã không phản hồi trước các yêu cầu bình luận về ý nghĩa của bản đánh giá đối với dự án. Hiện Boring Corporation cũng đang thực hiện một dự án đường hầm tương tự ở Las Vegas, Los Angeles và Chicago. Theo ước tính, việc xây cất đường hầm DC Baltimore có thể mất từ 12 cho đến 20 tháng. các nhà dự báo thời tiết áp dụng kỹ nghệ vào chống lũ lụt. Một loạt kỹ nghệ mới đang được đưa vào thử nghiệm để chống lũ lụt khi các con sông và các cánh đồng nông nghiệp trên khắp miền Trung Hoa Kỳ tràn ngập nước. Máy bay không người lái điều khiển, các supercomputers, một hệ thống phát hiện vật thể dưới nước và đo độ sâu nước đang được áp dụng để giúp kiểm soát lũ lụt. Theo giáo sư khoa học địa chất và khí quyển tại Đại học tiểu bang Iowa cho biết, các công cụ này kết hợp đưa ra các dữ liệu cho phép các nhà điều hành, có thể tiếp cận tình hình thực tế nhanh chóng và kịp cứu giúp người bị nạn cùng tài sản của họ. Tuy nhiên, chi tiêu cho các kỹ nghệ này đang bị cắt giảm, mặc dù việc khắc phục thảm họa tốn kém hơn. Các nhà khoa học cho biết trong mùa xuân có khả năng 13 triệu người có nguy cơ phải sống trong ngập lụt. 200 đồng hồ đo trong thời gian qua cho thấy một mức ngập lụt lớn có thể xảy ra tại khu vực sông Mississippi. Một bản đồ từ National Weather Service cho thấy lũ lụt tiếp tục diễn ra từ Red River ở North Dakota đến cửa sông Mississippi ở Louisiana. Ed Clare, giám đốc National Water Center ở Tuscaloosa, Alabama cho biết tính mạng của hơn 200 triệu người có nguy cơ bị lũ lụt đe dọa. Phần lớn các kỹ nghệ như National Water Model đã bị loại bỏ, thay vào đó các supercomputers tại Virginia và Florida cung cấp các nguồn dữ liệu lớn hơn gấp 700 lần bằng cách kết hợp dữ liệu từ 5 triệu mao sông và các con suối khắp quốc gia, bao gồm cả những vùng hẻo lánh